Chào bạn, trong ngày hôm nay thì mình xin nói về cái phân tích các dạng tín hiệu điện não. Thì các dạng tín hiệu điện não á, được phân ra như sau. Theo tần số là một này. Theo tần số thì có là sóng alpha. Sóng alpha thì có biên độ là 50 microvolt. Số lần xuất hiện là từ 8 cho đến 13 lần trong trong vòng 1 giây. Sóng này á, thì nó thấy rõ nhất ở đằng sau não người. Và sóng alpha trở nên rõ nhất khi chúng ta nhắm mắt lại và bị triệt tiêu khi mà chúng ta mở mắt ra. Cái loại sóng thứ hai đó là sóng sóng beta. Sóng beta đây là cái loại sóng nhanh có tần số là lớn hơn 14 Hz và thường thấy ở cả hai bán cầu, phân bố đối xứng cả hai bên, quan sát rõ nhất là ở vùng trán. Sóng này nổi bật khi chúng ta dùng thuốc an thần mà khi gây ngủ á, nó sẽ gây mất ngủ hoặc là suy giảm vùng có tổn tổn thương não. Nhịp beta được gọi là nhịp bình thường và đây cũng chính là nhịp chiếm ưu thế ở những cái bệnh nhân đang đang thức tỉnh hoặc là cảnh giác lo sợ. Cái sóng thứ ba là sóng theta. Sóng theta là sóng chậm, được coi là bất thường nếu thấy ở người lớn tỉnh táo, nhưng là bình thường ở trẻ em dưới 13 tuổi và đang ngủ. Có thể thấy sóng theta là nó tạo ra một vùng bất thường cục bộ ở cái nơi tổn thương và nó xuất hiện trong một số bệnh lý như là não chuyển hóa này, não nước này, thường thấy trong tình trạng là buồn ngủ này hoặc là giấc ngủ nông. Sóng delta đây là cái loại sóng có tần số là 3 Hz trở lên, nhầm, mình xin lỗi, 3 Hz trở xuống. Đây là cái loại sóng chậm và có biên độ là cao nhất. Sóng hiếm thấy khi mà người ta đang đang thức tỉnh và được được thấy khi khi đo điện não lúc ngủ sâu và lúc tỉnh giấc của trẻ nhỏ. Trội nhất là đo ở vùng trán ở người lớn và phía sau của trẻ em. Nếu xuất hiện ở người lớn mà không phải là lúc ngủ ấy, thì là não có vấn đề như là u não này, động kinh này, đấy, tăng tăng áp lực hộp sọ này, khiếm khuyết về trí tuệ và hôn mê. Thì về cụ thể, nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0834 030928 hoặc là những cái tài khoản mạng xã hội của mình được đính kèm ở dưới video. Và hẹn gặp lại các bạn, hẹn hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo.